Vâng, ngày hôm nay mùng 1 đầu tháng, các bác mua bếp ga là mang lửa về nhà. Mà mang lửa về nhà tức là mang sự may mắn về cho gia đình mình đấy ạ. Đầu tháng chúc tất cả nhà mình một tháng mới tràn đầy niềm vui và gặt hái nhiều thành công cả nhà nhé. Ngày hôm nay em sẽ lên cho các bác hai chiếc bếp mang thương hiệu Paloma và một chiếc mang thương hiệu Haman. Chiếc màu trắng tinh khôi này, đấy là chiếc Paloma 360WA, tức là ba Paloma màu chè đấy ạ. Còn cái chiếc Haman ở bên 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 phải màn hình các bác đây là chiếc bếp full chức năng và đồng hồ hẹn giờ ba bếp. Con này thì đời 2013. Còn chiếc bếp Paloma 360 là đời 2017. Ngày hôm nay em sẽ review hai chiếc này đến cho cả nhà cùng tham khảo và chọn cho mình một chiếc bếp như ý nha. Chiếc Paloma 360WA có màu trắng tinh khôi, màu này màu trắng sữa cả nhà. Đấy, mặt của nó là mặt men, nó rất là dễ vệ sinh lau chùi cũng như là độ mặt men thì nó khá là bền cả nhà nhá. Con này thì full chức năng rồi. Bên bếp trái là chức năng 3S này, chức năng chọn nhiệt độ nấu 160 đến 200 độ C này. Chức năng bên bếp phải là chức năng nấu nước, nấu cơm, nấu cháo, đồng hồ hẹn giờ cả ba bếp, bếp trái, bếp phải và đồng hồ hẹn giờ lò nướng hai tầng lửa luôn cả nhà. Đặc biệt thì con này là đời 2017, một cái đời rất là đẹp rồi ạ. Thiết kế trên cái bề mặt của nó là cái cặp kiềng bằng thép chống rỉ như thế này. Xung quanh kiềng thì có một cái bao cái inox để giữ chân kiềng cả nhà, nó không bị xây xịt nhá. Chiếc bếp rất là chắc chắn đấy ạ. Bộ chi lửa bằng nhôm nguyên khối cũng rất là sắc nét nữa. Trên này thì có chắn dầu mỡ này. Bên trong họng bếp thì cũng khá là đẹp luôn cả nhà. Đấy, bên trong họng bếp rất là đẹp nhá. Cả hai bên đều có chắn dầu mỡ bằng inox. Con này là một trong những cái con Paloma rất là đẹp luôn. Màu trắng nhưng mà nó lại màu rất là tinh khôi, màu trắng rất là mới nữa. Nó không có bị xây xước bề mặt hay là cũng không có gọi như là nó không 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 không, không cũ màu mà nó rất là sáng cả nhà, rất là sáng nhá. Nếu ai ưa ra màu sáng thì chúng ta chọn cái con Paloma 360WA này. Đấy, bên trong lò nướng của nó đối với cái bếp này thì nó rất là rộng, rất là sâu này. Đấy, chữ nổi của Nhật luôn. Khay nướng vị nướng bằng inox vô cùng rộng. Với một cái chiếc bếp cái khay nướng như thế này chúng ta có thể chế biến nhiều món nướng như là nướng thịt này, nướng cá này, nướng hải sản này, vân vân, rất là nhiều món nướng đúng không ạ? Bên trong cái lò nướng của nó này vô cùng sạch sẽ rồi. Đấy, chúng ta không có lo nó bị dỉ xét đâu, rất là sạch sẽ rồi. Bên em là khi mà nhập bếp về đã vệ sinh lau chùi sạch sẽ rồi, cả nhà chị mang về để sử dụng thôi nhá. Các cái tầng lửa này thì nó bao bởi cái lớp tôn như thế này thì nó chắn cho lửa nó tiếp xúc với thức ăn đấy ạ, rất là an toàn trong cái vấn đề là nướng đấy ạ. Vâng, chiếc bếp này sản xuất năm 2017, tem mác của nó nằm bên phía hông này cả nhà nhá, bao lưới chống chuột từ bên ngoại bên sau bếp bên dưới. Tất cả những chỗ hở này đã được bao lưới chống chuột bằng lưới và bằng những cái tấm tôn mỏng như thế này để cho chuột nó không có thể chui vào trong 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 bếp để nó cắn dây điện được đâu ạ. Ở gần cái van ga này có cái số ghi số kỹ thuật luôn, chúng ta cần hỗ trợ về vấn đề gì thì chúng ta liên hệ nhé. Hỗ trợ kỹ thuật như là cái cách sử dụng bếp hay là cái lỗi kỹ thuật nào thì chúng ta vui lòng liên hệ với số kỹ thuật bên em bán hàng có bảo hành 12 tháng đồng hành với khách hàng trong quá trình sử dụng, nên các bác cứ yên tâm nha khi mà lựa chọn kênh của em làm kênh mua hàng. Con này thì em lắp ga rồi, lắp pin rồi thì em test cho mọi người xem thôi. Đấy, ga chúng ta về thì vặn ra mà ở mức vừa phải nhé, không vặn quá nhiều. Ở đây thì pin lắp vào đây cho em theo chiều âm dương. Ở trên những khay pin này thì có cái đèn báo hiệu, khi sắp hết pin thì nó sẽ nhấp nháy cho chúng ta, còn nếu khi mà nó hết pin thì nó sẽ báo đỏ luôn để chúng người ta chuẩn bị thay pin. Ở đây em sẽ khởi động cái bếp bên tay trái của các bác lên. Đây. À vâng, lửa hôm nay thì quá là đẹp rồi, trời thời tiết lý tưởng, độ ẩm không khí vừa phải. Làm những bếp Nhật thì cái lửa này nó phụ thuộc vào trong cái không độ ẩm không khí. Nếu như hôm nào thời tiết đẹp thì lửa nó cực xanh luôn. Ở trên màn hình thì các bác đang thấy rất là rõ ngọn lửa cháy vô cùng xanh, cháy rất xanh và rất đẹp luôn. Lửa cực to cả nhà nhá. Chiếc bếp như thế này thì các bác không chọn thì bác chọn bếp nào nữa đúng không ạ? Một chiếc bếp quá là đẹp, đẹp cả về hình thức và đẹp cả về lửa, đẹp về chức năng. Đó, bao cho các bác về độ đẹp luôn, độ đẹp về bên trong luôn, nội thất là các bác muốn mua ấy, thì các bác kết bạn Zalo với em thì em sẽ quay nội thất bên trong cho các bác. Lửa nó quá là đẹp luôn đấy ạ.
Đấy, một số hôm thì thời tiết độ ẩm không khí cao đấy, thời tiết nó hơi xấu một chút thì cái lửa nó hơi lóe đỏ nha các bác. Cái này thì do cái đặc trưng đặc tính của lửa bếp Nhật, nó không phải là do lỗi đâu, không phải do lỗi nên các bác yên tâm nhá. Nếu như mình có gặp cái trường hợp mà hôm nào nấu nó lửa nó đỏ thì không sao cả. Cái này nó không phải là lửa đỏ làm nhọn nồi hay làm tốn ga đâu, mà cái này là do đặc tính của lửa Nhật đấy ạ. Đấy, các bác quan sát trên màn hình thấy hai cái ngọn lửa đang cháy rất là đẹp tuyệt vời luôn ạ, chi lửa đều, ngọn lửa rất là xanh. Xanh như thế này thì nó tiết kiệm được chúng ta, tiết kiệm ga cho chúng ta trong quá trình sử dụng, mang lại lợi ích cái kinh tế rất là rõ rệt đấy ạ. Tiết kiệm này thì nó quá trình cháy này thì nó đốt cháy hết nhiên liệu trong quá trình sử dụng, vậy vậy mà tiết kiệm được 25-30% ga so với cái bếp ga thông thường mà các bác đang sử dụng nha. Ở trên đây thì em có test một cái chức năng, đó là chức năng cạn nước tắt bếp. Khi mà nhiệt độ nồi các bác kho cá, kho thịt, luộc ngô, luộc khoai vân vân, nấu một món ăn nào đó mà khi nước nó cạn đi thì trong nồi nó hấp nhiệt rất là cao. Lúc này thì bếp nó sẽ tự động tắt và nó sẽ khóa ga an toàn cho chúng ta. Còn đối với cái bên này thì em sẽ test một trong chức năng, đó là gió lùa tắt bếp. Một tác nhân bên ngoài khi trong quá trình nấu ăn nó tác động vào trong bếp làm tắt bếp đi nhá, thì nó sẽ khóa ga ngay cho chúng ta. Nhưng quy trình của nó sẽ ra trong vòng 7 đến 10 giây. Vâng, các bác cùng chờ đợi 7 đến 10 giây sau thì bếp sẽ khóa ga tự động cho chúng ta, rất rất là an toàn luôn. Với một cái tính năng như thế này thì bếp nó sẽ giúp cho chúng ta hoàn toàn yên tâm trong cái vấn đề nấu ăn. Vừa nấu ăn chúng ta có thể vừa làm công việc khác, vừa đi ra ngoài, vừa kết hợp và làm nhiều thứ khác nhá, mà không hề sợ bị cháy nồi, không hề sợ bị cháy nổ hỏa hoạn xảy ra. Đấy, sử dụng bếp Nhật là mang lại cái tính năng tuyệt vời như vậy. Chúng ta nên trải nghiệm và mua một chiếc bếp để chúng ta trải nghiệm cái dòng sản phẩm này nhá. Vâng, báo hiệu 112 là cái báo hiệu khóa ga từ bên bếp phải đấy ạ. 112 cả nhà nhá. Khi mà nó khóa ga rồi thì em sẽ test cho cả nhà xem như thế này. Vâng, rất là rõ ràng rồi đúng không ạ? Khóa ga rất là rõ ràng rồi, như vậy là nó đã khóa ga rất là an toàn rồi. Đấy, tín hiệu khóa ga là báo là 112 ở bên đồng hồ của bếp phải. Đấy, còn bên này thì chúng ta vẫn đang chờ đợi xem là nó cảm biến nhiệt như thế nào. Vâng, chưa dứt lời thì nó đã tắt rồi đấy ạ. Nó đã tắt cảm biến rồi, một con bếp rất là nhạy, siêu nhạy luôn cả nhà nhá. Khi mà nó tắt luôn thì nó sẽ khóa ga ngay cho chúng ta. Khóa ga ngay cho chúng ta luôn. Đấy, rất là an toàn. Có thể nói rằng là một con bếp siêu nhạy luôn cả nhà. Một con bếp siêu nhạy nhá. Bây giờ thì em sẽ bật lại để em test chức năng ở trên bếp. Đây là chức năng nấu nước, nấu cơm, nấu cháo này. Tất cả chức năng đều hoạt động ok hết cả nhà. Riêng cái chế độ nấu cháo có cái đồng hồ hẹn giờ luôn, mặc định là 20 phút. Chúng ta có thể nấu cháo nó nhuyễn thì chúng ta có thể đặt là 60 phút chẳng hạn, hay 45 phút chẳng hạn. Còn nếu như mình nấu chín đến thì mình nấu ở mức độ 20 phút, 30 phút thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng của chúng mình nhá. Đấy, chế độ nấu nước, nấu cơm, nấu cháo, đồng hồ hẹn giờ đây. Và bếp phải hiện nay đang cháy, nó sẽ cho hẹn giờ bên bếp phải đây cả nhà. Đây, em ấn vào đồng hồ này, nó sẽ hiện đồng hồ bếp phải này. Ở đây, tăng cộng giảm trừ tối đa 99 phút và tối thiểu 1 phút cả nhà nhá. Đấy, tối thiểu là 1 phút. Còn nếu như em bật bếp trái lên như thế này thì nó sẽ cho hẹn giờ bếp trái luôn này. Đấy, bếp trái này, bếp phải này. Ok chưa cả nhà? Như vậy là đồng hồ hẹn giờ cho hai bếp, bếp trái, bếp phải và đồng hồ hẹn giờ lò nướng. Một đồng hồ hẹn giờ cho ba bếp, quá là tiện lợi đúng không ạ? Mình thích hẹn giờ bếp nào cũng được. Bếp trái hoặc bếp phải hoặc lò nướng. Bên này thì em test luôn chức năng chọn nhiệt độ từ 160 đến 200 độ C, rất là nhạy luôn cả nhà nhá. Rất là nhạy luôn. Chiếc bếp đẹp, vô cùng đẹp luôn. Với cái chức năng này thì chúng ta phần nhấn và giữ cho em trong vòng 3 giây, khi nào nó nốt đỏ như thế này là được. Ngắt đi chế độ tự động cắt bếp, tự động khóa ga để chúng ta nấu như một cái bếp bình thường thôi ạ. Vâng, với một chiếc bếp Paloma 360WA đời 2017 mà giá chỉ có 3.500.000 đồng thôi cả nhà. Ngày hôm nay ai chốt đơn cho ngày mùng 1 mỗi hàng đầu tháng nhá, em bán giá gọi như là giá tình cảm luôn, 3.500.000 đồng đấy ạ. Đó, còn hết mùng 1 thì giá trở về 3.600.000 đồng cả nhà nhá, 3.600.000 đồng. Và mùng 1 em sẽ mở hàng cho các bác với cái giá là cực kỳ là ưu đãi rồi. Cái giá gọi như giá mở màn mùng 1 lấy may cả nhà nhá, mang lửa về nhà để lấy may. Quay sang mã thứ hai, đó là một chiếc bếp Harman đến từ thương hiệu Harman. Chiếc này là mặt của nó cũng là mặt men này, nhưng mà nó cũng khá là nhiều chức năng, như là chức năng chọn nhiệt độ nấu đây, chức năng 3S này. Ở bên phải là có chức năng cơm cháo này, đồng hồ hẹn giờ lò nướng này, hai tầng lửa này. Và ở đây có thêm một cái đồng hồ hẹn giờ bếp trái. Cái này thì nằm ở bên bếp trái nhưng nó hẹn giờ cho hai bếp cả nhà nhá, bếp trái, bếp phải ở đây cả. Như vậy là có hai đồng hồ hẹn giờ cho ba bếp. Bếp trái, bếp phải và đồng hồ hẹn giờ lò nướng, một con bếp rất là nhiều chức năng và rất là tiện lợi khi mà có cả ba hẹn giờ cho cả ba bếp luôn. Con này thì đời sản xuất là 2013.
khay nướng, vị nướng thì quá là rộng rãi rồi, chúng ta có thể chế biến được nhiều món nướng nhé, nướng thịt, nướng cá, nướng tôm, nướng cua vân vân, hay là nướng bánh, rất là nhiều món nướng chúng ta cho vào đây, rất là an toàn khi mà nó đã được làm bởi cái lớp bảo vệ lửa, nó không cho tiếp xúc với thức ăn ạ, nên đảm bảo được tính an toàn thực phẩm đấy cả nhà. Bên trên thì mặt của nó thiết kế mặt men rất là láng mịn, là rất là bền. Cái mặt này thì chúng ta nấu ăn xong chúng ta chịu khó lau chùi một chút đi thì nó sẽ rất là bền đấy ạ. Của bền tại người thì chúng ta nấu, chúng ta giữ gìn một chút thì cái này có thể sử dụng hàng vài chục năm nó không hỏng đâu nhé cả nhà nhé. Bộ chi lửa được thiết kế bởi một cái loại là nhôm nguyên khối. Ở trên này thì có một cái chắn dầu mỡ bằng inox rồi. Rất là chắc chắn, rất là bền đúng không ạ? Bên trong họng bếp thì cũng được dọn dẹp sạch sẽ, vệ sinh, lau chùi sạch sẽ rồi. Chúng ta mang về chỉ việc sử dụng thôi nhé. Mang về chỉ việc sử dụng thôi. Con này thì em không có nối ga. Bởi vì cái dây ga nó hơi ngắn cho nên không nối được sang cái bếp này. Thì em bao đẹp, bao chất lượng cho cả nhà luôn. Phun chức năng đến từ nhà sản xuất Harman. 2 đồng hồ hẹn giờ cho 3 bếp, chế độ đầy đủ. Với con này thì em bán ra cho mọi người giá cũng là 3.500.000 đồng. Vâng, ngày hôm nay ngày mùng 1 đầu tháng thì em mở màn cho các bác hai chiếc bếp đều đồng giá 3.500.000 đồng. Để giấy may mắn đó cả nhà nhá. Giá này là giá đã giá ưu đãi của ngày mùng 1 rồi đấy ạ. Còn bình thường thì rơi vào 36, 37 cơ ạ. Hôm nay thì mùng 1 thì em sẽ bán cho các bác một cặp bếp đồng giá luôn 3.500.000 đồng đấy ạ. Đồng giá 3.500.000 đồng. M1 hay M2 tất cả đều là rất là chất cả nhà nhá. Vừa đẹp vừa chất, màu sắc thì khá là sáng sủa đấy ạ. Mùng 1 hôm nay thì em không có lên bếp màu đen, lên bếp màu trắng cho các bác cho nó tinh khôi, thuần khiết và nó gọi như là khởi sắc một chút nhá, sáng sủa một chút ạ. Rồi M2 thì 2013, M1 là 2017. Vâng, các bác mua M1 hay M2 thì các bác vui lòng liên hệ lại số Zalo cho em là 0904992696 để được tư vấn và chốt đơn. Rất là cảm ơn tình cảm của các bác đã theo dõi đồng hành video của em. Trước khi rời video, các bác cho em xin một nút like và nút đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ạ.